Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Ông Zelensky mạo hiểm ở Kursk EU kêu gọi dỡ bỏ hạn chế đối với những cuộc tấn công của Ukraine vào Nga Ukraine cảnh báo nóng khi phát hiện tàu chiến Nga trên biển đen Ukraine đã phá vỡ tổ hợp tác chiến điện tử mới nhất của Nga tại Kursk. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong vài tuần vừa qua, cuộc đột kích của Ukraine tại tỉnh Kurs của Nga cho thấy, Ukraine đã dốc mọi thứ họ có nhằm thu được kết quả có lợi cao nhất trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Sự kiện có thể tác động mạnh đến kết quả xung đột Ukraine, cũng như số phận của đất nước này. Kiev ban đầu nói rằng, khi đột kích Kursk, họ muốn tạo ra một vùng đệm. Nhưng thực tế, Kiev đang chứng tỏ họ muốn bám trụ lâu dài tại đây. Chiến dịch này đã kéo dài được 3 tuần và Nga chưa đánh bật được quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ của mình. Mục tiêu rộng lớn hơn của Nga vẫn không thay đổi. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định một cách kiên quyết rằng ông sẽ không ngừng cuộc tiến công ở tỉnh Donetsk, không để bị sao lãng khỏi các mục tiêu chính ở đó. Ông Putin cho biết các lực lượng Nga tiếp tục sốc tới trên tiền tuyến bất chấp vụ đột kích của Ukraine vào Kursk việc Pokorovsk thất thủ có lẽ chỉ còn trong vòng vài tuần nữa, dựa trên nhịp tiến quân của Nga và tốc độ sụp đổ của thế trận Ukraine. Quân đội Ukraine có thể gắng bám trụ tại đây tới mùa đông, nhưng việc thất thủ dường như khó tránh khỏi. Cho tới nay, dường như Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky chấp nhận nguy cơ đó với ý đồ đánh vào uy tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nâng cao nhuệ khí binh sĩ Ukraine và thuyết phục NATO tiếp tục viện trợ quân sự cho họ. Có lẽ ông Zelensky đánh giá rằng việc mất Pokrovsk là tất yếu nên có thể hy sinh nơi này để đạt các mục đích khác. Ukraine tiến nhanh ở Kursk nhất là trong thời gian đầu là vì quân đội Nga đồn trú tại đây có số lượng ít và thiếu kinh nghiệm trận mạc. trong khi Ukraine được phương Tây cung cấp nhiều thông tin tình báo quý giá như vị trí chính xác của quân nga tại đây giúp Ukraine xác định những nơi họ có thể đánh chiếm dễ dàng mà gặp ít sự kháng cự. nhưng bù lại nga tiến mạnh ở miền đông Ukraine. tướng lục quân Mỹ Christopher Cavoli nhận xét trước Tổ chức Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York, Mỹ, rằng tác động gây sốc của chiến dịch Kursk lên người Nga sẽ không kéo dài mãi và phía Nga sẽ chuẩn bị đáp trả tương ứng. Việc Nga mới đây tập kích ồ ạt vào đất Ukraine bằng hàng trăm UAV và tên lửa cho thấy sức mạnh quân sự của Nga vẫn dồi dào. Có vẻ như Nga tính toán rất thận trọng trong việc điều quân tới Kursk, nơi không có giá trị nhiều về mặt quân sự, nhưng lại đang buộc Ukraine phải huy động nhiều nguồn lực quý giá của mình cho việc giữ đất vừa chiếm được. Nếu Nga điều quá nhiều quân về Kursk, thì Nga đã hành động chung ý đồ của Ukraine. Chưa kể, tác chiến mạnh tại Kursk có thể gây tổn thất lớn cho cơ sở hạ tầng, cũng như dân thường Nga tại đây. Sputnik News đưa tin đại diện cấp cao Liên minh châu Âu-EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại. Ông Josep Borrell cho rằng các quốc gia thành viên trong khối nên dỡ bỏ hoàn toàn các quy định hạn chế đối với những cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga Trước đó, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích cuộc thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Phát biểu trước thềm hội nghị Ngoại trưởng EU tại Bruxelles với sự tham dự của Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, ông Borrell nêu rõ những hạn chế sử dụng vũ khí như vậy phải được dỡ bỏ hoàn toàn để Ukraine có thể tự vệ. Các thiết bị mà chúng ta cung cấp cho Ukraine phải được sử dụng đầy đủ để nước này có thể tấn công những nơi mà từ đó Nga tấn công họ. Bên cạnh đó, quan chức hàng đầu EU tuyên bố, khối này đã bắt đầu chuyển hướng doanh thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga để thanh toán cho các nguồn cung cấp quân sự cho Ukraine. Ông Borrell khẳng định 1,4 tỷ euro, tương đương 1,55 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển. Trong khi đó, ngoại trưởng Hungary, ông Peter Szijjarto, tuyên bố Budapest phản đối những cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa vào lãnh thổ Nga do nguy cơ gia tăng căng thẳng xung đột nghiêm trọng, đồng thời khẳng định Hungary sẽ bảo vệ lập trường hòa bình tại hội nghị của các ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu EU ở Bruxelles. Phát biểu trên mạng xã hội, ông Sajidato chia sẻ, nếu ngày càng có nhiều vũ khí xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, nếu có những cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, thì nguy cơ xung đột sẽ gia tăng và các mối đe dọa sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Chúng tôi không muốn đối diện với nguy cơ này. Đó là lý do chúng tôi cũng sẽ trình bày lập trường hòa bình tại Bruxelles. Hải quân Ukraine mới đây đã ra thông báo cho biết, một tàu chiến Nga được trang bị tên lửa hành trình Kalib đã xuất hiện ở Biển Đen, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực. Cơ quan này cho biết, không có tàu nào của Nga xuất hiện ở biển Azov. Tuy nhiên, tại biển Địa Trung Hải có tới 3 tàu chiến, trong đó có một tàu có khả năng phóng 8 tên lửa Kalib. Gần đây, theo không quân Ukraine, Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau trong trận tập kích, bao gồm 28 tên lửa hành trình Kalib được phóng từ tàu chiến mặt nước và tàu ngầm ở phía đông Biển Đen. Việc hạm đội Biển Đen của Nga tham gia vào trận tập kích trên cho thấy hạm đội này vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, mặc dù phải chịu tổn thất nặng nề. Trước đây, Ukraine từng tuyên bố đã đánh chìm, làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 1 phần 3 hạm đội Biển Đen. Để đối phó với mối đe dọa từ Hải quân Nga, Ukraine đã sử dụng các xuồng không người lái, USV tự chế và tên lửa chống hạm để tấn công. Những cuộc tập kích liên tiếp của Ukraine đã buộc hạm đội Biển Đen phải phân tán lực lượng khỏi trụ sở chính trên bán đảo Crimea và di rời đến phía đông Biển Đen, nơi Nga phóng loạt tên lửa Kalib và Ukraine gần đây nhất. Quân đội và lực lượng an ninh Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào xuồng không người lái hải quân và tên lửa chống hạm nội địa để kiềm chế sức mạnh hải quân Nga. Hải quân Nga đã bắt đầu triển khai lực lượng ở biển Azov, nơi được bảo vệ chặt chẽ hơn để bắn tên lửa vào Ukraine, vì Moscow cho rằng nơi này an toàn hơn biển đen. Nga cũng được cho là đang thiết lập một căn cứ khác trên biển đen ở Abkhazia, một khu vực ly khai của Georgia. Các động thái này giúp tách biệt các khí tài của Nga ở biển đen ra xa tầm tấn công của Ukraine. Vào đầu năm nay, một phát ngôn viên của Hải quân Ukraine thừa nhận, dù chịu tổn thất nhưng Nga vẫn duy trì sự hiện diện nghiêm túc trên Biển Đen khi kết hợp sức mạnh của các tàu mang tên lửa, tàu ngầm và tàu tuần tra. Cách đây vài tuần, lần đầu tiên ba tàu ngầm mang theo tên lửa hành trình của Nga đã cùng xuất hiện ở Biển Đen. Mới đây, một video đã ghi lại hình ảnh các máy bay không người lái UAV của lực lượng đặc nhiệm Ukraine phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử Sapphire mới nhất của Nga ở vùng Kursk. Trước đó, quân đội Ukraine đã xác định được vị trí của Sapphire trong quá trình trinh sát, phía Ukraine cho biết ngoài phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Saphir, đối phương còn phải hứng chịu thương vong. Tuy nhiên, lực lượng đặc nhiệm Ukraine không nêu chính xác con số binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương. Theo tờ Kiev Post, đoạn video được quay từ camera của UAV Ukraine cho thấy hệ thống của Nga đã bị hư hại. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh thấp khiến việc xác định chính xác tên hệ thống tác chiến điện tử bị tấn công trở nên khó khăn. Hình ảnh còn cho thấy các quân nhân Nga đang cố gắng sơ tán đồng đội bị thương. Vào tháng 7 năm 2023, hãng thông tấn TASS đưa tin rằng lực lượng Nga đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Sapphire mới lần đầu tiên tại Ukraine. Một nguồn tin từ TASS cho biết, tổ hợp này hoạt động rất tốt, quân đội không thể thực hiện nhiệm vụ của mình nếu không có nó. Hệ thống EVK Sapphire được sử dụng để bảo vệ các đơn vị công binh Nga đang xây dựng chiến hào trước mối đe dọa của UAV Ukraine. Truyền thông nga khi đó tuyên bố rằng Sapphire có thể chống lại mọi loại máy bay không người lái. Khi phát hiện mối đe dọa, hệ thống có thể ngay lập tức phân loại UAV và đánh giá mức độ nguy hiểm. Sau đó, tổ hợp Evk sẽ phát báo động và bắt đầu gây nhiễu máy bay không người lái của đối phương. Theo nhà sản xuất, Sapphire có thể phát hiện và phân loại máy bay không người lái ở khoảng cách lên tới 30 km và tấn công chúng ở phạm vi lên tới 5 km. Theo Military. Sapphire thường được đặt trên khung gầm của xe dân sự Mercedes-Benz Sprinter. Tổ hợp này có một cột thu phát đặc trưng với nhiều anten đa hướng để phát hiện và gây nhiễu vũ khí đối phương. Vũ khí tác chiến điện tử được xem là sát thủ vô hình vì chúng không bắn ra bất cứ viên đạn nào, không dùng thuốc nổ nhưng có thể khiến vũ khí của đối phương bị hỏng, bị phá hủy trên chiến trường. Cả Nga và Ukraine đã phụ thuộc rất nhiều vào các chiến thuật tác chiến điện tử trong suốt cuộc xung đột khi dựa vào các công nghệ rẻ tiền nhưng hiệu quả cao để can thiệp vào quá trình nhắm mục tiêu của các loại vũ khí tấn công chính xác như UAV tấn công và đạn dẫn đường. Theo Reuters, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky vừa qua cho biết đã trải qua nhiều ngày tại mặt trận Pokrovsk ở miền đông, nơi đang hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga trong thời gian gần đây. Vị chỉ huy cho biết Nga đang dồn mọi nguồn lực cho cuộc tấn công tại đây nhằm chọc thủng phong tuyến của Ukraine. Ông Siskin nói cuộc giao tranh cực kỳ khó khăn và ông cho hay quân đội Ukraine phải liên tục sử dụng các phương pháp phi chính thống để củng cố vị trí. Ông Siskin cho biết các cuộc giao tranh căng thẳng nhất xảy ra tại khu vực Krasnija cách Pokrovsk khoảng 10 km. Các khu vực rìa phía đông của làng Hrodivka cách chưa đầy 9 km từ con đường chiến lược kết nối thành phố Kostyantinovka cũng đang bị tấn công mạnh. Vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết tình hình tại khu vực Pokrovsk đang cực kỳ khó khăn. Nga đã đẩy mạnh chiến dịch tiến về Pokrovsk trong vài tháng qua và đang từng bước tiến lên. Quy mô tấn công không suy giảm sau khi Ukraine mở chiến dịch trong lãnh thổ Nga vào đầu tháng 8. Ukraine hiện đang kêu gọi phương Tây cho phép tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng các đồng minh còn chưa rẽ do lo ngại gia tăng căng thẳng. Quân đội Ukraine đầu tháng 8 phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk, chiến dịch xuyên biên giới lần thứ nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói, nếu các đồng minh dỡ hạn chế về việc sử dụng vũ khí nhằm vào lãnh thổ Nga, chúng tôi đã không cần phải đưa quân vào tỉnh Kursk. Ông nhắc đến việc Ukraine chưa được phép sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ để tập kích sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Zelensky cho rằng hạn chế này đang khiến Ukraine mất dần khả năng chống đỡ các đợt tấn công của Nga, đặc biệt là ở hai cửa ngõ chiến lược Pokrovsk và Toresk tại Donetsk. Tuy nhiên, các đồng minh của Kiev còn chia rẽ về nhiều vấn đề. Anh và Pháp ủng hộ trong khi Mỹ và Đức bày tỏ lo ngại về nguy cơ gia tăng căng thẳng có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga. Kiev muốn nhận tên lửa Taurus tầm bắn 500 km của Đức, nhưng Berlin cho đến nay vẫn từ chối cung cấp. Ukraine còn muốn được triển khai loạt tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất vừa tiếp nhận từ Đan Mạch và Hà Lan để oanh tạc mục tiêu của Nga. Ukraine cho biết Mỹ và Đức nhiều lần viện dẫn nguy cơ khiêu khích Nga làm lý do để không chuyển tên lửa, xe tăng và tiêm kích F-16, dù Moscow không thực hiện lời đe dọa, hành động đáp trả nghiêm trọng khi những khí tài này được đồng minh khác cấp cho Kiev. Washington vẫn giữ nguyên quan điểm. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói hồi đầu tháng 8 rằng Tất nhiên chúng tôi lo ngại về nguy cơ gia tăng căng thẳng. Nga chưa có phản ứng gì, không đồng nghĩa họ không thể hoặc sẽ không thực hiện trong tương lai. Anh nhiều lần cho rằng Ukraine nên được dùng Storm Shadow, tên lửa do Anh, Pháp hợp tác phát triển để tấn công lãnh thổ Nga. Nguồn thạo tin cho biết giới chức Anh đã gửi đề nghị đến cả Mỹ và Pháp trong mùa hè để bật đèn xanh cho Ukraine. Washington bác thông tin cho rằng họ đang trì hoãn việc cấp phép, trong khi London thừa nhận phương Tây cần có sự đồng thuận đối với những vấn đề gây tranh cãi và họ nên hành động theo đúng lộ trình. Philip Breedlove, cựu tướng Mỹ từng là tư lệnh NATO ở châu Âu, nói với hãng tin AP rằng cuộc xung đột sẽ kết thúc đúng như cách giới hoạch định chính sách phương Tây muốn nó chấm dứt. Theo ông Breedlove thì nếu chúng ta vẫn làm như hiện tại, Ukraine sẽ thua vì chúng ta đang cố tình không cung cấp thứ họ cần để chiến thắng. Sputnik đưa tin Người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga, Svetlana Petchenko, vừa cho biết các nhà điều tra đã khởi tố vụ án hình sự đối với cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pavel Popov vì tội gian lận theo quy định của Bộ luật hình sự Liên bang Nga. Bà Petchenko nêu rõ, cơ quan điều tra quân sự thuộc Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự đối với cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tướng Pavel Popov. Ông ta bị nghi ngờ thực hiện hành vi gian lận, tội danh được quy định trong khoản 4 Điều 159 Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga. Theo kết quả điều tra, từ năm 2021 đến năm 2024, ông Popov với trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng và vận hành công viên Patriot đã có nhiều hành vi trục lợi. Ông Popov được cho là đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật cùng với giám đốc công viên Vyacheslav Akhmedov và phó cục trưởng cục phát triển sáng tạo của Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Sesterov, những người đã bị truy tố trước đó. Theo Ủy ban điều tra Nga, ông Popov đã sử dụng nguồn tài chính từ hoạt động của công viên Patriot để tổ chức xây dựng công trình trên khu đất riêng của mình ở quận Krasnogorsk, ngoại ô Moscow. Ngoài ra, ông Popov còn sử dụng vị thế của mình để yêu cầu các lãnh đạo doanh nghiệp có hợp đồng với công viên Patriot thực hiện việc xây khu nhà nghỉ của cá nhân ở ngoại ô mà không trả tiền. Bà Pechenko cho biết, quá trình điều tra cho thấy, ông Popov và người thân sở hữu nhiều bất động sản ở những khu vực đắt đỏ tại Moscow ngoại ô và vùng Krasnodar với tổng giá trị lên đến 500 triệu rúp. Các điều tra viên đang xem xét nguồn gốc tài chính của những tài sản này. Hồi giữa tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cách chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của ông này. Công viên Patriot mở cửa vào năm 2015 gần bảo tàng xe tăng Kubinka nổi tiếng ở tỉnh Moscow. Công viên rộng trên 3.500 hectare và có nhà thờ lực lượng vũ trang, một số bảo tàng, một trung tâm hội nghị và các cơ sở hạ tầng khác. Gần đây, công viên đã trưng bày triển lãm vũ khí hạng nặng do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sản xuất mà lực lượng Nga đã thu giữ được từ Ukraine. Trong vài tháng gần đây, nhiều quan chức cấp cao khác của Bộ Quốc phòng Nga cũng đã bị truy tố, bao gồm cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timur Ivanov và cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Vadim Samarin. Các nhân vật này đều bị cáo buộc liên quan đến hành vi tham nhũng. khách sạn aurora trong quận krivarok thành phố kabas vùng donipropetrovsk đã bị tên lửa đạn đạo iskander của nga tấn công sự việc này không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn gây ra những nghi ngờ quân đội nga rõ ràng có ý đồ khi lựa chọn sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật iskander m để tấn công khách sạn này là tên lửa đạn đạo tầm xa có độ chính xác cao iskander có sức công phá mạnh mẽ chuyên để quân đội nga sử dụng trong các cuộc tấn công theo kiểu phẫu thuật mục tiêu của cuộc tấn công này khách sạn aurora được cho là nơi ở của các cố vấn quân sự nước ngoài làm nhiệm vụ huấn luyện cho quân đội ukraine và binh sĩ tư nhân nước ngoài cuộc tấn công này cho thấy khả năng nắm bắt chính xác thông tin tình báo chiến trường của quân đội nga cũng như khả năng tấn công chính xác các mục tiêu quan trọng của đối phương sau vụ tấn công có hàng chục người bị thương nói tiếng anh đã được giải cứu chi tiết này càng khẳng định rằng thực sự có một số lượng lớn giảng viên nước ngoài và binh sĩ tư nhân nước ngoài đã đóng quân trong khách sạn. Sự hiện diện của những cố vấn quân sự nước ngoài này chắc chắn đã mang lại kinh nghiệm huấn luyện quý giá và hỗ trợ kỹ thuật cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng trở thành mục tiêu tìm diệt quan trọng của quân đội Nga. Điều đáng nói, pha tấn công này còn được một người dân Ukraine phát sóng trực tiếp bằng điện thoại di động. Tình huống bất ngờ này khiến hoạt động tấn công và mục tiêu đã được truyền hình trực tiếp. Ở một mức độ nhất định, chắc chắn đã chứng minh được tính xác thực của cuộc tiến công. Cuộc tấn công bằng tên lửa Nga làm hàng chục nhân viên nước ngoài thiệt mạng, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của quân đội Nga trên chiến trường. Họ có thể nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật và tấn công mục tiêu theo những thay đổi của tình hình chiến trường. Khả năng này có ý nghĩa quyết định đến kết quả của cuộc xung đột. Trong diễn biến có liên quan, quân đội Ukraine cho biết các tiêm kích F-16 của lực lượng vũ trang Ukraine được triển khai cùng các đơn vị tên lửa phòng không để ứng phó đợt tập kích tên lửa của Nga vào lãnh thổ. Trong lúc tiếp cận mục tiêu tiếp theo, một tiêm kích F-16 đã mất liên lạc. Tiêm kích này sau đó được xác định đã rơi, khiến phi công thiệt mạng. Reuters trước đó dẫn lời quan chức Mỹ nói, thông tin ban đầu cho thấy tiêm kích F-16 không phải bị bắn hạ dù sự việc xảy ra trong lúc Nga đang tập kích mà có thể do lỗi phi công hoặc sự cố kỹ thuật. Theo Bộ Tư lệnh Không quân miền Tây Ukraine, Phi công thiệt mạng được cho là Trung tá Oleksiy Mes. Phi công Mes đã phá hủy 3 tên lửa hành trình và một UAV. Đây là chiếc F16 đầu tiên Ukraine tổn thất kể từ khi tiếp nhận lô tiêm kích do đồng minh phương Tây viện trợ hồi đầu tháng. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã triển khai tiêm kích F16 để bắn hạ UAV và tên lửa Nga trong các đợt tập kích gần đây của Moscow. Lực lượng không quân Ukraine thông báo Nga phóng 5 tên lửa và 74 máy bay không người lái UAV xa hết vào các mục tiêu của Ukraine vào dạng sáng 29 tháng 8. Hệ thống phòng không Ukraine chặn được 2 tên lửa và 60 UAV, trong khi 14 UAV khác có lẽ đã rơi trước khi tiếp cận mục tiêu. Chính quyền thủ đô Kiev cho biết các mảnh vỡ của UAV bị phá hủy rơi xuống 3 quận của thành phố, gây thiệt hại nhỏ cho cơ sở hạ tầng dân sự nhưng không có thương vong. Các mảnh vỡ rơi xuống cũng gây ra đám cháy trong khuôn viên của một doanh nghiệp tư nhân ở khu vực miền trung Tchaikovsky. Khoảng 75 nhân viên cứu hộ đã dập tắt đám cháy lan rộng trên 2 700 m vuông. cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine cho biết. Đây là cuộc không kích quy mô lớn của Nga và Ukraine lần thứ ba trong vòng 4 ngày qua. Vừa qua, Moscow phóng hơn 100 tên lửa và 100 UAV Sahel nhằm vào các cơ sở năng lượng trên đất Ukraine. Sau đó, Nga tiếp tục phóng 10 tên lửa, và 81 UAV Shahed vào lãnh thổ Ukraine. Cuộc tấn công mới nhằm vào hệ thống lưới điện, buộc Kiev phải đưa ra lệnh cắt điện khẩn cấp hoặc luân phiên trong tuần này để cố gắng giữ lưới điện ổn định. Các quan chức Ukraine gần đây đã lên tiếng nhiều hơn trong việc yêu cầu các nước phương Tây gỡ bỏ hạn chế đối với mục tiêu mà Ukraine được phép nhắm tới bên trong nước Nga bằng vũ khí tầm xa mà họ cung cấp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây cởi chó cho ông trong việc quyết định tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông Zelensky nói, không nên có bất kỳ hạn chế nào về phạm vi vũ khí đối với Ukraine. Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh rằng, việc dỡ bỏ các hạn chế mục tiêu tấn công tầm xa đối với Ukraine sẽ giúp chúng ta sớm chấm dứt chiến tranh theo cách công bằng cho Ukraine và toàn thế giới. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Chính sách của chúng tôi không thay đổi. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder tuyên bố ngày 27 tháng 8. Các hạn chế này như một lời tuyên bố rằng Mỹ và các đồng minh không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, dù đã gửi cho Kiev hàng tỷ đô la Mỹ tiền vũ khí, đạn dược, thiết bị và tiền mặt. Ở diễn biến ngược lại, quân đội Nga thông báo đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của họ đã phá hủy 3 thiết bị không người lái trên biển của Ukraine nhằm vào Crimea. Ông Mikhail Ravozayev, thống đốc thành phố Sevastopol ở phía tây nam bán đảo Crimea cho biết thêm, rằng 4 UAV và 3 thiết bị không người lái trên biển của Ukraine đã bị phá hủy ở khoảng cách đáng kể so với bờ biển của bán đảo. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng xác nhận những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các kho dầu sâu bên trong nước Nga trong tuần này. Quân đội Belarus đã quyết định tăng cường đáng kể lực lượng tại khu vực biên giới theo hướng Ukraine sau khi Minsk cáo buộc có những động thái thiếu thiện trí từ phía chính quyền Kiev. Theo chính quyền Minsk, lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng không phận của nước này để phóng máy bay không người lái cảm tử qua đó rồi vòng sang tấn công các khu vực của Nga. Điều này phần nào gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với công dân Belarus. Trước tình hình trên, các đơn vị cơ giới của nước này đã nhận lệnh tiến tới biên giới giáp Ukraine. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ký hiệu chiến thuật B được nhìn thấy sơn trên các loại xe bọc thép, bao gồm cả xe tăng. Trước đó xuất hiện thông tin về việc quân đội Belarus có ý định tiến hành một số cuộc tập trận quân sự bao gồm cả kịch bản ngăn chặn một cuộc xâm nhập từ lãnh thổ láng giềng. Có rất nhiều ý kiến đánh giá về ý nghĩa của dấu hiệu chiến thuật B. Đây có thể đơn giản chỉ là chữ cái đầu tiên trong tên của đất nước Belarus khi Minsk quyết định sử dụng nó để huấn luyện quân sự. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đi xa hơn khi cho rằng chữ cái B này ám chỉ việc Belarus sẵn sàng mở mặt trận thứ hai. Nhận định này dành cho những người theo thuyết âm mưu nhiều hơn. Tuy nhiên, trong tình hình xung đột địa chính trị gia tăng trong khu vực, Belarus rõ ràng cảm thấy cần phải giữ biên giới của mình với cả Ukraine và với các nước thuộc khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO, trong tình trạng kiểm soát đặc biệt. Vấn đề cần lưu ý nữa, đó là Bộ Ngoại giao Ukraine đã đưa ra cảnh báo tất cả nơi tập trung quân, cơ sở và tuyến đường tiếp tế ở Belarus có thể sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp. Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi lãnh đạo Belarus thực hiện yêu cầu rút quân khỏi biên giới với nước này. Trong tuyên bố chính thức được công bố gần đây, Kiev kêu gọi Minsk không phạm phải những sai lầm có thể gây ra bi kịch cho đất nước. Việc Belarus tuyên bố triển khai 1/3 quân đội sát biên giới Ukraina có thể là một trong những nỗ lực nhằm đánh lạc hướng Ukraina, khiến Kiev gian trải lực lượng trong bối cảnh cuộc đột kích vào Nga. Tuy vậy, theo ông Matthew Bullock, một thành viên tư vấn tại tổ chức Chatham House có trụ sở tại London, đây có thể là cách mà Nga và đồng minh Belarus đang tạo cảm giác rằng Moscow sắp phản công từ lãnh thổ Belarus nhằm chuyển hướng dư luận khỏi cuộc đột kích của Ukraina vào vùng biên giới Kursk. Tuy nhiên, chuyên gia Bolic cho rằng có khả năng Belarus sẽ không đưa quân đội của mình tham chiến. Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ cũng chỉ ra Belarus sẽ không mạo hiểm tham gia vào xung đột Ukraine. Theo ISV, Belarus có thể nhằm mục đích đánh lạc hướng lực lượng Ukraine từ phía đông và phía nam và kéo họ dọc theo một mặt trận rộng hơn. Trong bối cảnh đó, các nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh rằng những hành động được coi là không thân thiện từ Minsk phải dừng ngay lập tức và giúp quân về một khoảng cách an toàn so với biên giới vượt quá tầm bắn của các hệ thống hỏa lực hiện có đang phục vụ trong quân đội Belarus. Bộ ngoại giao Ukraine cũng cảnh báo rằng trong trường hợp xảy ra vi phạm biên giới quốc gia, lực lượng vũ trang Ukraine sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ và tất cả các điểm tập trung quân, cơ sở cũng như tuyến đường tiếp tế trên đất Belarus sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Ukraine. Điện Kremlin vừa cảnh báo người tiêu dùng châu Âu sẽ chịu thiệt nếu Ukraine từ chối gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này. Phát biểu tại một cuộc họp báo vừa qua, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nếu Ukraine quyết định không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt, điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của người tiêu dùng châu Âu. Những người vẫn sẵn sàng mua nhiều khí đốt Nga được đảm bảo và giá cả phải chăng hơn, rẻ hơn khí đốt từ các nguồn khác, chủ yếu là từ Mỹ. Tuy nhiên, theo quan chức điện Kremlin, Moscow đã có phương án đối phó việc Kiev chấm dứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho hay, có những tuyến đường thay thế, chúng tôi có kế hoạch xây dựng một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ, công việc này đang được tiến hành. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga. Tuy nhiên, theo Tổng thống Ukraine Zelensky, Ukraine sẽ xem xét các yêu cầu của các công ty châu Âu về việc trung chuyển khí đốt từ các nguồn khác được EU làm trung gian. Thỏa thuận kéo dài 5 năm giữa Kiev và Moscow được ký kết vào năm 2019. Quy định rằng gã khổng lồ năng lượng của Nga, Gazprom, vận chuyển 65 tỷ mét khối khí đốt qua Ukraine đến châu Âu vào năm 2020 và 40 tỷ mét khối hàng năm từ năm 2021 đến năm 2024. Bộ trưởng năng lượng Ukraine German Galushchenko trước đó đã xác nhận Kiev không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận. Gazprom từng là nhà cung cấp khí đốt chính của EU đã giảm đáng kể lượng xuất khẩu sang khối này vào năm 2022 sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine do EU áp dụng đối với Nga cho đến nay vẫn chưa nhằm vào khí đốt qua đường ống, nhưng nhiều thành viên, bao gồm Ba Lan, Bulgari, Phần Lan, Hà Lan và Đan Mạch, đã tự nguyện dừng nhập khẩu. Tuy nhiên, một số quốc gia EU, bao gồm Áo, Slovakia, Cộng hòa Séc và Italia, vẫn đang nhập khẩu khí đốt qua đường ống của Nga. Có những lo ngại rằng dòng khí có thể dừng lại sớm sau cuộc tấn công quân sự của Kiev vào tỉnh Kursk của Nga nơi có điểm trung chuyển khí đốt và Ukraine sút ra truyền thông Ukraine mới đây đã công bố các bức ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào kho dầu ở Rostov Liên bang Nga cụ thể Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào kho dầu Atlas ở quận Kamensky thuộc tỉnh Rostov miền Nam nước Nga. Thông đốc tỉnh Rostov Vasily Golubev viết trên Telegram cho biết bốn máy bay không người lái đã bị bắn hạ, không có thương vong trong vụ tấn công. Quan chức này cũng không đề cập đến vụ tấn công vào kho dầu như một số kênh Telegram đưa tin. Ngay sau đó, Radio Liberty đã công bố các bức ảnh vệ tinh tiết lộ hậu quả vụ tấn công. Theo các hình ảnh được đăng tải, ít nhất là hai thùng nhiên liệu bốc cháy và một số thùng khác có dấu hiệu bị hư hại. Theo nguồn tin cuộc tấn công vào kho dầu Nga do các đơn vị thuộc cơ quan tình báo và lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện. Kênh Telegram Baza thân cận với cơ quan an ninh Nga đưa tin ba bể chứa bốc cháy tại kho dầu Kamensky sau khi hai máy bay không người lái rơi xuống khu vực này. Video đăng trên mạng xã hội Nga cho thấy cảnh được cho là các bể chứa dầu lớn bốc cháy ngùn ngụt vào ban đêm. Theo Reuters, một trong những đoạn video được quay ở quận Kamensky của Rostov Trước đó, một kho chứa nhiên liệu ở quận Kamensky cũng từng bị tấn công vào đầu tháng 8. Vụ tập kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh đám cháy tại một kho dầu khác ở quận Proletarsk của Rostov vẫn chưa được dập tắt, khoảng 10 ngày sau vụ tấn công của Ukraine. Ngoài ra, một kho dầu của Nga ở Kirov, cách biên giới Ukraine hơn 1.200 km cũng đã bốc cháy sau một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV của Kiev. Theo thống đốc tỉnh Kirov, ông Alexander Sokolov, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hai máy bay không người lái, trong khi ba chiếc khác rơi và gây hỏa hoạn gần cơ sở dầu Zenit ở thị trấn Kotenik. Vụ tấn công khiến hai bể dầu bốc cháy, tuy nhiên ông Solokov khẳng định vụ tập kích không làm gián đoạn hoạt động của nhà máy. Đây là cuộc tấn công đầu tiên bằng UAV của Ukraine nhằm vào Kirov kể từ khi xung đột nổ ra. Kiev gần đây đã tăng cường nhắm vào các hạ tầng năng lượng bên trong lãnh thổ Nga khi xung đột kéo dài. Theo thống kê của BBC, kể từ đầu năm nay, UAV của Ukraine đã tấn công hạ tầng năng lượng Nga, trong đó có hạ tầng ở bán đảo Crimea ít nhất 64 lần. Các vụ tập kích này cho thấy năng lực tấn công tầm xa của Kiev đã cải thiện đáng kể. Mặc dù vậy, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây viện trợ và chấp thuận cho Kiev dùng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Trang tin quân sự avia.pro dẫn lời lãnh đạo Sevastopol Mikhail Ravoyev mới đây cho biết các lực lượng vũ trang của thành phố đã kích hoạt hệ thống phòng không đẩy lùi cuộc không kích của quân đội Ukraine. Báo cáo sơ bộ cho thấy hai chiếc UAV tấn công Sevastopol đã bị bắn hạ ở Biển Đen. Ông Ravoyev kêu gọi người dân bình tĩnh tuân thủ các biện pháp an ninh và ở trong hầm trú ẩn tạm thời hoặc nơi an toàn cho đến khi tình hình ổn định. Theo cơ quan cứu hộ Sevastopol, các cơ sở dân sự trong thành phố không bị hư hại và hiện không có mối đe dọa nào đối với dân thường. Sau vụ tấn công, chính quyền đã cho tăng cường các biện pháp an ninh trong khu vực. Mọi cơ quan chức trách đều được đặt trong tình trạng báo động. Từ lâu, Crimea đã là khu vực có tầm quan trọng về mặt quân sự đối với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin coi Crimea là tàu sân bay không thể chìm nơi đặt các trung tâm hậu cần, căn cứ không quân và hạm đội biển đen phục vụ chiến dịch của Nga ở miền Nam Ukraina, cũng như các đứt tuyến huyết mạch xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Ukraina. Sau khi sáp nhập Crimea năm 2014, Nga đã đầu tư số tiền khổng lồ vào các cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo này. Các cuộc tấn công của Ukraina nhằm vào Crimea là giai đoạn mới nhất trong chiến dịch phức tạp của Kiev nhằm bóp nghẹt bán đảo này. Ông Ben Hodges, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu và cố vấn cấp cao về hậu cần của NATO cho hay Kiev đang tìm cách biến Crimea thành nơi không thể triển khai đối với lực lượng Nga. Chiến lược gia người Anh Lawrence Friedman cho rằng Crimea đang trở thành điểm yếu của Nga. Ở bán đảo này, Nga có quá nhiều thứ cần phải bảo vệ. Và đây cũng là nơi tốt nhất để Ukraine gây áp lực thực sự với Moscow nhằm đạt được những nhượng bộ trong tương lai. Ông Nikolaj, cựu cố vấn Bộ Quốc phòng Đức, cũng có quan điểm tương tự. Về mặt chính trị, Crimea là tài sản quan trọng nhất của Nga, nhưng đó cũng là khu vực dễ bị tấn công. Ukraine đang tìm cách biến Crimea thành một tiêu sản thay vì tài sản chiến lược đối với Moscow bằng cách bóp nghẹt vai trò trung tâm hậu cần của bán đảo này. Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk từng cảnh báo chừng nào Nga còn ở Crimea, những vụ nổ còn xảy ra thường xuyên ở đó. Chương trình của chúng tôi tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.